hôm nay mình về được cái Apple Watch Series 5 bản 44 g màu đen. Hàng này là hàng của Việt Nam nhé. Bản này là bản VN trên A nhé. Đây này. VN trên A này. Đó. Số series của nó là G99CXH6MMLTQ. Đây. Máy còn bảo hành rất dài nhé. Cái này các bạn được bảo hành chính hãng nhé. Đây. 9... G99CXH6MMLTQ Đó, còn bảo hành rất là dài Đó. Máy mã bên trong đây, số seri bên trong của cái máy đây. này cho các bạn nhìn nhé. Đó. G99CXH6MMLTQ. Đó. Máy thì đẹp như mới. Đây. Máy đẹp như mới. Không khác gì một chiếc máy mới cả. Bản này là bản 44 nha, màu đen nha. Cho mọi người xem nha. Đây, seri của nó là D92ZH1GIMLTQ. Check cho mọi người đây mình check ba con nhé cho mọi người nhìn nhá. D92ZH1GIMLTQ đây. Đó nó còn bảo hành rất là dài đây. Đây nó ghi cả năm sản xuất này. Con này sản xuất vào tháng 9 năm 2019 Nên nó còn bảo hành đến năm 2021 kìa. À chắc nó bảo hành 2 năm cái này các bạn được bảo hành tại FPT nhé đây email số seri bên trong máy này D9ZAD92ZH1GIMLTQ à, đây đó máy thì đẹp như mới nhé máy đẹp keng không một tí vết gì các bạn được bảo hành chính hãng tại Việt Nam nghĩa là các bạn tự mang đi đổi hành cũng được mà mang đến bọn mình bọn mình mang đi đổi hành cho cũng được đây, thêm con này nữa. G99CVXHQMLTQ đây. Còn bảo hành dài tít. Đây nha. G99CVXHQMLTQ nhé. Đó. Năm 2021 tháng 7. Con này thằng sản xuất tháng 6 năm 2020. Mỗi con nó có một cái bảo hành riêng chứ không phải là con 2 năm con 1 năm đây. Cái này sản xuất năm 2020 nó bảo hành đến tháng 7 năm 2021 là đúng rồi. Đây. Đó, đều là mã VN trên A hết nhá. Tất cả những con máy này đều là mã VN trên A nhá. Hàng này hàng của Việt Nam nhá chứ không phải là hàng sách tay nhá. Cái này các bạn được bảo hành chính hãng nhá. G99CVXHQMLTQ. Đó. Cái bản này là bản demo. Đây. Nó ghi rõ đây Đây là bản demo nhá bản này là bản demo nó không khác gì cái hàng các bạn mua trực tiếp cả chẳng qua cái này nó để đấy là nó trưng bày trong các cái siêu thị ấy. các cái store của apple ấy gọi là store ở việt nam mình không biết nó trưng bày đâu nhưng nó gọi là hàng demo là hàng để trưng bày đó đẹp đây còn có cả tên đội nhập nhé các thứ này đây hàng việt nam này số lượng có từng đây cây thôi nhá và cái này bọn mình sẽ bán rẻ hơn so với lại hàng sách tay giá là 800 000 nhé Bán rẻ đi 800 000 so với giá niêm yết ở trên website nhé Đó. Chỉ có số lượng từ đây cái thôi, thế nha Mà à mà toàn màu đen, toàn màu đen 44 thôi nhá. Rồi thế nhá.